Ngọc Ánh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Rất vui vì được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện của Sao, một trong những chương trình luôn luôn cập nhật những tin tức xoay quanh giới giải trí. Và bây giờ thì trước khi mà gửi đến cho quý vị khán giả những tin tức có trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật giờ chiếu của chương trình nhé. Ở trên băng tần 57.11 thứ năm vào lúc 3 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 7 giờ tối. Băng tần thứ hai cho quý vị khán giả nào ở San Jose 16.11 thứ tư vào lúc 1 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 9 giờ tối. Và bây giờ thì không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu nghe những tin tức có trong ngày hôm nay nhé. Tin tức đầu tiên cụ thể xoay quanh Hollywood về việc rằng là quyết định cuối cùng từ phía của tòa án về việc giữa Britney Spears và bà ruột của cô, Jamie Spears của mình khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ngày 29 tháng 9 vừa qua thì ca sĩ Britney Spears đã vỡ òa trong hạnh phúc khi khoảnh khắc mà phía tòa án đã quyết định rằng là đình chỉ quyền bảo hộ của cha cô, ông Jamie Spears sau 13 năm. Trong phiên tòa thứ tư ngày hôm nay thì trong phiên tòa thứ tư vừa qua thì thẩm phán Brenda Penny đã nhận định việc ông đình chỉ Jamie Spears 69 tuổi là vì lợi ích tốt nhất cho Britney. Và được biết rằng là theo phía chia sẻ từ phía tòa án thì tình hình hiện tại không còn tranh cãi gì nữa. Nó phản ánh một môi trường độc hại đòi hỏi sự đình chỉ Jamie Spears. Và thẩm phán phát biểu sau khi nghe phía tranh luận từ cả hai bên. Ông Jamie Spears sẽ không còn quản lý các vấn đề cá nhân, y tế cũng giống như là tài chính của con gái mình trong suốt một thời gian sắp tới đây, thậm chí rằng là cả đời. Ông được tòa đình chỉ trong vai trò này từ năm 2008 khi mà Britney bị chấn động tâm lý. Tuy nhiên đến tận thời điểm hiện tại đã qua 13 năm trôi qua, ông vẫn không muốn từ bỏ quyền giám định này. Đến tận thời điểm hiện tại thì cuối cùng ông cũng đã bị đình chỉ. Phán quyết của tòa được đưa ra ngay sau khi luật sư của Britney, Matthew Rosengart, yêu cầu phía tòa ngay lập tức đình chỉ Jamie ra khỏi vai trò này. Luật sư khẳng định rằng là việc kiểm soát của ông Spears đã khiến cuộc sống của Britney trở thành một cơn ác mộng và không thể kéo dài thêm ngày nào nữa. Rosengart cũng yêu cầu là tòa án đình chỉ kế toán công John Zabel, người bảo hộ tạm thời cho khối tài sản 60 triệu USD của nữ ca sĩ 39 tuổi này. Tức nghĩa rằng là ông Jamie Spears sẽ không còn giữ chức giám hộ cho Britney Spears nữa, đồng thời rằng là việc kế toán John Zabel cũng sẽ hoàn toàn bị đình chỉ cho công việc rằng là tạm thời giữ khối tài sản của Britney Spears lên đến 60 triệu USD. Ngay lập tức, phía nguồn tin chia sẻ trên trang P6 được biết rằng là Britney đã bật khóc khi nghe quyết định này từ phía của tòa án và thẩm phán. Và trong một thời gian dài thì cô ấy đã nghĩ rằng là sẽ không bao giờ được thấy ngày này, ngày kết thúc sự kiểm soát độc đoán của cha cô ấy với mọi khía cạnh của cuộc sống của cô. Nhưng cuối cùng ngày này cũng đã đến và cô đã bị choáng ngợp và không nói được lời nào, nhưng chỉ thấy sự vui sướng và cô không cảm thấy niềm vui như thế này trong 13 năm trôi qua. Được biết rằng là phong trào Free Britney Spears được tổ chức vào năm 2019 khi mà hàng trăm người, thậm chí là con số lên tới nhiều hơn, fan hâm mộ của Britney Spears đã đổ ra đường, thậm chí là đứng khắp nơi để mà yêu cầu trả tự do cho cô. Rất là nhiều người bạn thân thiết ở trong ngành cũng lên tiếng bảo vệ Britney Spears khỏi cha của cô. Ngày 23 tháng 6 thì cuộc đấu tranh của Britney Spears gặp một bước ngoặt lớn khi mà cô chính thức phát biểu tại tòa, tố cáo cha của mình lạm dụng quyền bảo hộ, biến cô thành nô lệ trong suốt 13 năm qua. Britney muốn cha của cô và những người liên quan phải bị buộc tội về những hành vi ngược đãi như thế này. Và sau khi nữ ca sĩ lên tiếng thì người quản lý sự nghiệp lâu năm của cô cùng luật sư cũng đều bị tòa chỉ định là đều xin từ chức. Bố của Britney Spears cũng tự động xin bỏ vai trò của mình. Tuy nhiên ông trong thời gian đó thì ông lại nói rằng là sẽ từ bỏ quyền giám hộ khi mà ông cảm thấy cần thiết. Nhưng mà hiện tại có vẻ như là ông đã kéo dài quá lâu, cho nên phía tòa án đã quyết định đình chỉ việc này của ông. Chúc mừng cho Britney Spears, hy vọng rằng là những trang mới của cuộc đời cô sắp tới đây cũng sẽ đầy những niềm vui nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt với Hollywood, quay trở lại với châu Á trong suốt tuần lễ vừa qua. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì phía của Trung Quốc cũng đã có khá là nhiều thông tin. Một nam diễn viên bị bắt vì có một số hành vi không đúng đối với nữ diễn viên ở trong đoàn. Cụ thể, theo trang iPhone tối ngày 29 tháng 9 đưa tin vừa qua, thông tin chính thức về bản án mà nữ thừa trạch phải bị nhận tội về hành vi hiếp dâm đồng nghiệp của mình xảy ra năm 2019 đã được công bố. Có vẻ như là trước đó thông tin này được đưa ra, tuy nhiên phía tòa án vẫn chưa có quyết định chính thức cho đến tận thời điểm hiện tại. Theo đó, nam diễn viên của bộ phim Bao Thanh Thiên sẽ phải ngồi tù trong 4 năm vì tội trạng nghiêm trọng. Ông từng gây nổi danh với bộ phim trong bộ phim Bao Thanh Thiên. Tuy nhiên, sau suốt một thời gian dài thì có vẻ như là ông đã không còn lòng tin của khán giả hay thậm chí là những người trong nghề.
Theo phía truyền thông của xứ Đài Loan, thì thời điểm xảy ra vụ tấn công tình dục này, nạn nhân đã báo án và khởi kiện lên phía tòa án. Không hề Tuy nhiên, thì phía của nam diễn viên không hề tỏ ra hối cải hay có hành động ăn năn, mà nữ thừa trạch còn bị tuyên án 4 năm tù. Tuy nhiên, ông lại lên đơn kháng cáo lên phía tòa án cấp cao chống lại khoán viết này. Và cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu nam diễn viên chấp nhận ngồi tù. Và lật lại vụ án năm 2018, thì nữ thừa trạch tham gia đoàn phim Bảo Mã. Theo lịch trình, thì ông có một cuộc họp cùng với ekip. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào đó mà nam diễn viên đã hoãn họp, mở tiệc cá nhân tại nhà và có mời nạn nhân chính là trợ lý của đoàn phim tới tham dự. Sau khi tiệc tàn, mọi người rời đi, thì quyết định rằng là nữ thừa trạch giở trò đồi bại, ép nạn nhân nằm lên ghế sofa, sau đó cố ý cởi quần áo và tấn công tình dục bằng tay đối với cô. Nạn nhân cũng liên tục gào khóc và giãy giụa hết sức và cuối cùng được kẻ yêu râu xanh kia cho ra về. Và thoát khỏi vòng kìm hãm của nữ thừa trạch thì nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện dành cho bà mẹ và trẻ em tại Đài Loan để khám xét và trình báo sự việc này. Phía cảnh sát cũng đã tìm thấy DNA của nữ thừa trạch trong cơ thể của nạn nhân, sau đó thì quyết định lập hồ sơ chính thức khởi kiện vào ngày 2 tháng 2, 2019. Nam diễn viên quanh co, chối tội và khai với phía cảnh sát rằng mình và trợ lý đã có tình cảm với nhau trên mối quan hệ, cho nên rằng là mới quan hệ tình dục. Sau hơn 3 năm thì tòa án mới chính thức công khai bản án dành cho kẻ dâm ô này. Và nữ thừa trạch được biết sinh năm 1966 là nam diễn viên rất nổi tiếng tại Đài Loan. Anh từng tham gia rất là nhiều những bộ phim có tiếng vang như rằng là Bao Thanh Thiên, Hoa Mộc Lan, The Boys from the Fun Crew. Thậm chí rằng là sau đó anh chuyển hướng sang làm đạo diễn và nhận được rất nhiều sự thành công. Vụ việc này trực tiếp ảnh hưởng đến tên tuổi cũng giống như là hình ảnh của nam diễn viên nữ thừa trạch. Đặc biệt là các fan đã yêu mến khả năng diễn xuất cũng giống như là những bộ phim mà ông đã tạo ra. Trông có vẻ như rằng là tài có tài, đúng là có tài nhiều tật. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì các diễn viên cũng giống như là đạo diễn cũng nên chú ý hình tượng của mình nhiều hơn để có thể đảm bảo công việc cũng giống như là sự nghiệp của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thông tin này thì lại liên quan đến một nữ diễn viên hồi đầu năm nay. Đầu năm 2021, cô là chính là người đã mở, gọi là người ta hay gọi là mở bát đầu năm. Cô đã là người mở ra phong trào trong suốt thời gian vừa qua ở trong Trung Quốc. Đó chính là về việc scandal nổ ra liên tục về việc rằng là muốn cho người đẻ thuê, sau đó thì lại chia tay chồng cũ, rồi cả hai tố cáo nhau rất nhiều. Nói đến đây thì có vẻ như là một số khán giả đã nhận ra rồi đúng không ạ? Đó chính là nữ diễn viên Trịnh Sáng. Vào sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung chấn động trước hàng loạt hình ảnh được đăng tải lên Instagram cá nhân của Trịnh Sáng. Bởi vì trước đó, cô đã bị phía Trung Quốc, tức nghĩa là trên Weibo cá nhân, bị cấm ngôn hoàn toàn, không còn hoạt động trong cả hai phương diện về phía mạng xã hội trên Trung Quốc, cũng giống như là những phía bên studio của cô hoàn toàn bị đóng cửa, không được quyền phát ngôn bất kỳ điều gì trên mạng xã hội. Cho nên cô lại quyết định sử dụng Instagram, tức nghĩa là mạng xã hội quốc tế, để có thể lên tiếng, muốn có vẻ như là cô muốn quay lại ngành giải trí. Nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua, không ai ủng hộ cả. Về việc là tại sao cô lên trên Instagram cá nhân thì sự việc là như thế này. Những tưởng là nữ diễn viên sau khi mà nộp trả số tiền 1.052 tỷ đồng vì tội trốn thuế bị phong sát toàn diện và chịu lui về phía sau ở ẩn. Thì nhưng mà trong suốt những ngày tháng qua, cô đã cố gắng vùng vẫy để quay trở lại với showbiz. Và hiện tại, lần này cô quyết định quay lại chơi lớn luôn. Trong một bài đăng gần đây vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, Trịnh Sản đã đăng tải một tấm ảnh một cô gái được làm mờ mặt với dòng nhắn: "Ảnh của tôi không bị mờ nhưng có lẽ họ không muốn làm rõ hơn đâu. Tôi không muốn mắc kẹt trong cơn ác mộng này, tôi luôn muốn một lời xin lỗi công khai, hãy cho tôi thời hạn. Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm sau thì cô lại tiếp tục đăng tải thêm một tấm ảnh nữa 18 cộng, vô cùng nhạy cảm, đã được làm mờ cảnh quan hệ tình dục với một dòng tin nhắn: "Cô gái à, tôi đang đợi tôi đấy à." Thông tin này trước đó về việc rằng là có một nạn nhân đã lên tiếng tố cáo chồng cũ của cô, tức nghĩa là Trương Hằng, về việc rằng là anh ta đã ngoại tình với cô khi mà vẫn còn quan hệ với Trịnh Sản, sau đó thì là chối bỏ cô, thậm chí cả hai người còn có những màn đấu tố nhau gay gắt nhiều hơn. Có vẻ như là Trịnh Sản cuối cùng cũng đã cảm thấy được có một cái phao cứu vớt cuộc đời của mình, cho nên cô quyết định công khai danh tính của cô gái này lên trên mạng xã hội bằng cách là tung hình ảnh 18 cộng lên Instagram cá nhân hay sao. Tuy nhiên, sau khi tấm ảnh thứ hai chưa được bao lâu mà không biết lý do gì thì cuối cùng nữ diễn viên cũng đã phải xóa rất là vội. Rất là nhiều cư dân mạng xứ Trung đã nhanh tay chụp lại và chia sẻ rầm rộ trên các nơi trên mạng xã hội.
Được biết rằng là các blogger cũng đã phán đoán rằng đây có lẽ là ảnh nhạy cảm của Trương Hằng và một cô gái nào đó bị tuồn ra ngoài. Bên cạnh đó thì cư dân mạng cũng đã tranh cãi kịch liệt về vấn đề này. Vì thế này, Trương Hằng lại tòm tèm bên ngoài ư? Trương Hằng ngoại tình nhưng mà số liệu tẩy trắng được bê bối vứt bỏ con gái của Trịnh Sảng hay không? Cuối cùng Trịnh Sảng có được quay lại ngành giải trí hay không? Và chính xác hơn, trong một bài đăng mới nhất thì nữ diễn viên bất ngờ nhắc đến một nhân vật có tên là cô Trần. Tuy nhiên thì lại không hề giải thích mối quan hệ giữa mình và cô gái này, hay thậm chí là người giữa Trương Hằng và cô gái này, mà thông tin này khiến cho nhiều người thắc mắc càng nhiều hơn. Nhưng mà trước khi mà đến với những thông tin tiếp theo xoay quanh cái cô nàng lắm tài nhiều tật này, thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ lao cho phát thông tin thương mại nhé. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình Chuyện của Sao. Thì hồi nãy mình vừa mới đi qua một câu chuyện vô cùng khó hiểu với cô nàng Trịnh Sảng, khi mà không biết rằng là cô đăng tải hết tấm hình này tới tấm hình khác. Một số cư dân mạng còn cho rằng là không biết cô có vấn đề về tâm lý hay không. Nhưng mà cụ thể khi mà tấm hình cô đăng tải tấm hình 18 cộng nhạy cảm kia, thì trong vòng caption của cô đã viết như thế này: giờ đã thế này, tôi không muốn ai bị liên lụy. Xin lỗi cô Trần vì đã gây ra sự bất tiện cho cô. Tôi muốn tuyên bố rằng là tôi có biết cô Trần và có thể nhận ra vẻ ngoài của cô ấy. Cô còn cô gái trong ảnh, xin cô hãy hiểu cho tôi. Đây không phải là hành động của riêng mình cô. Trong hai người, nếu như một người không làm tròn trách nhiệm thì cô đành phải chịu lăng mạ. Lời lẽ của Trịnh Sảng này khiến cho netizen tỏ ra vô cùng hoang mang, không biết rằng là cô muốn biểu đạt điều gì. Tuy nhiên, để mặc cho netizen vô cùng hoang mang thì Trịnh Sảng vẫn không lên tiếng nói rõ về những vấn đề vừa qua lên trên mạng xã hội cũng giống như là phía truyền thông. Tuy nhiên, hiện tại nhiều người đã tỏ ra quá ngán ngẩm về những ồn ào, khẩu chiến của nữ diễn viên và tình cũ hiện giờ vẫn chưa đến hồi kết, mặc dù đã có ra tòa, sau đó có án phạt hết rồi. Hy vọng rằng là sắp tới đây thì Trịnh Sảng cũng sẽ lên tiếng cho một cái giải thích rõ ràng hơn về những tấm ảnh đăng khó hiểu như thế này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt với châu Á, quay trở lại với Việt Nam trong suốt tuần lễ vừa qua. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì có vẻ như là một số ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ liên quan đến việc như là ồn ào làm từ thiện hay là liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng đều không tránh khỏi bị vạ lây đến tận thời điểm hiện tại, khi mà họ có thêm nhiều anti-fan nhiều hơn, tức là những người ghét họ. Cụ thể, một người mà bị cư dân mạng ghét cay đến ghét đắng đến tận thời điểm bây giờ đó chính là nữ ca sĩ Vy Oanh. Khi mà cô bị cư dân mạng ghép ảnh ác ý với định mỉa mai rằng khi nói cô chỉ đóng góp 50 chiếc bánh bông lan trứng muối cho những bác sĩ ở tuyến đầu vùng dịch. Và mới đây nhất, trên một diễn đàn mạng xã hội thì xuất hiện một hình ảnh danh sách các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bệnh viện cũng giống như là các bác sĩ giữa đại dịch Covid-19. Điều đáng nói đây đó chính là trong tấm hình này, giữa hàng loạt những nhà hảo tâm quyên góp bạc tỷ thì ca sĩ Vy Oanh cũng xuất hiện nhưng mà với 50 chiếc bánh bông lan trứng muối. Giữa hàng loạt đóng góp này thì phía ca sĩ Vy Oanh lại chỉ đóng góp 50 chiếc bánh, hơi nhỏ so với hàng tỷ người kia. Một số người thì lại cho rằng là không có gì quá đáng cả, miễn là có giúp là được, của ít lòng nhiều. Và rất nhiều anti-fan của Vy Oanh nhân cơ hội này đã nhảy vào để mỉa mai cô. Vy Oanh không ngừng bởi vì việc rằng là cô giàu có nhưng mà quyên góp ít hơn nhiều và những nhà hảo tâm khác. Tuy nhiên, trên thực tế, tấm hình này chỉ là kết quả của việc Photoshop, cho nên nếu như mà khán giả, cư dân mạng, chúng ta cũng nên cẩn thận hơn trên những việc này nhé. Nhiều vì mục đích câu like và câu view nên cố tình đã ghép tên của ca sĩ Vy Oanh với sự đóng góp của cô để tranh thủ mỉa mai cũng giống như là kêu gọi, ghét cô nhiều hơn. Đây là hành động đáng bị lên án và khán giả cũng cần phải thận trọng hơn trước những nguồn luồng tin giả như thế này. Và câu chuyện tại sao 50 chiếc bánh bông lan này được xuất hiện thì trước đó vào hồi tháng 7 2021, sau khi mà biết một người bạn thân của mình làm bánh bông lan trứng muối để gửi tặng cho các bác sĩ tuyến đầu vùng dịch, thì ca sĩ Vy Oanh đã ngỏ lời đặt 50 chiếc, và sau đó đây cũng chỉ là một trong những việc thiện nguyện mà cô đã làm.
Và với 5 chiếc bánh này thì cô sẽ thay mặt gửi đến cho các bác sĩ. Trên trang cá nhân thì được biết rằng là Viu Anh cũng đã từng chia sẻ rất nhiều những hình ảnh cô đi ủng hộ cả tấn gạo, mì gói để gửi đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc là những người trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn không có khả năng đi làm. Hiện tại, phía của nữ ca sĩ đã lên tiếng phản pháo về chuyện này. Cô cho biết là về 50 chiếc bánh kia tôi từng nói đầy đủ rồi. Quan trọng là số tiền 18 triệu chỉ chi trả cho 50 chiếc bánh sẽ được gửi về quỹ từ thiện. Thực ra, việc mua bánh chỉ là hành động ủng hộ thôi. Lúc đó tôi vừa mới sinh xong mấy ngày, thấy bạn tôi cũng mới sinh đã lo làm bánh để ủng hộ quỹ, nên là tôi quyết định mua ủng hộ ngay. Ngoài ra, trong suốt mùa dịch này vì mới sinh, cho nên tôi không trực tiếp trao quà được nhưng mà vẫn làm từ thiện đều đều. Không nhiều cũng tầm 10 tấn gạo, thịt, trứng và mì gói. Tôi bị nhiều người đặt điều vu khống như là chuyển khoản tiền đến tương lai, mua 50 ổ bánh tặng bác sĩ, rồi nhiều tin tức rác khác nữa. Mọi người cũng hỏi tôi rằng là có cần đính chính hay không, thì tôi cảm thấy không cần thiết. Họ nghĩ mình xấu tí sao cũng được, miễn bản thân mình không hổ thẹn với lương tâm. Gia đình vẫn ấm êm thì không sao hết. Tuổi này rồi thì phải biết chọn điều nào cần quan trọng hơn. Được biết rằng là trước đó cô đã có những màn khẩu chiến cực kỳ căng thẳng cùng với CEO Nguyễn Phương Hằng hay là những anti-fan bởi vì họ cho rằng là cô rảnh quá không biết chuyện gì làm, suốt ngày cứ lên mạng nói Nguyễn Phương Hằng thế này, Nguyễn Phương Hằng thế kia, trong khi những sự đóng góp của cô có thật sự là nhiều như cô đã nói hay không. Đến tận thời điểm hiện tại thì có vẻ như là Viu Anh vẫn rất thản nhiên trước những anti-fan hay thậm chí là những lời từ phía của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà vấn đề về 50 chiếc bánh bông lan này thì Ngọc Ánh cũng nghĩ rằng là quý vị khán giả cũng nên cẩn thận hơn về những hình ảnh được đưa lên trên mạng xã hội, về những tin tức giả này cũng có thể vu oan giáo họa cho người khác. Thì thôi bây giờ hy vọng rằng là Viu Anh cũng sẽ sớm lấy lại sức khỏe cũng giống như tinh thần sau khi mà sinh xong. Chúng ta sẽ quay trở lại với công việc trong thời gian sớm nhất nhé. Và bây giờ chào tạm biệt với ca sĩ Viu Anh, chúng ta sẽ quay lại với một nam MC trong suốt thời gian vừa qua bị vạ lây khá là nhiều về chuyện tiền từ thiện. Và hiện tại hệ lụy của việc này dẫn đến có vẻ như rằng là anh chàng đã bị một vài nhãn hàng cắt hợp đồng quảng cáo. Cụ thể đó chính là về việc Trấn Thành bị nhãn hàng cắt hợp đồng từ phía một ngân hàng. Và mỗi khi mà được biết sau việc bùng nổ drama hay là các scandal thì các nhãn hàng chương trình cho nghệ sĩ này làm đại diện cũng vì thế mà bị vạ lây. Và sự việc ồn ào của nam MC Trấn Thành gặp vấn đề khi mà không rõ ràng về 1.000 trang giấy sao kê, netizens đã kéo vào tấn công những nhãn hàng mà do chính nam MC làm đại diện hay làm đại sứ. Sau gần một tháng kể từ khi Trấn Thành chính thức tung ra toàn bộ sao kê, không minh bạch rõ ràng về 9 tỷ kêu gọi từ thiện, thì phía của cư dân mạng, thậm chí là khán giả cũng xôn xao, nghi vấn rằng là ngân hàng lớn đã tháo bỏ hình ảnh của nam MC ra khỏi poster quảng cáo. Chuyện xảy ra vào tối ngày 29 tháng 9 vừa qua, khi một số cư dân mạng phát hiện hình ảnh của Trấn Thành đã không còn xuất hiện trong bài đăng quảng bá mới nhất của phía ngân hàng này. Ngân hàng này có tên là ngân hàng Woori. Được biết, cả Harry Won và lẫn Trấn Thành đều trở thành đại sứ của ngân hàng từ tháng 12-2020. Tuy nhiên, bài đăng cuối cùng từ phía ngân hàng có mặt của anh đó chính là vào ngày 2 tháng 9. Ngân hàng và cả hai vợ chồng đều cùng làm đại sứ, cho nên việc rằng là gỡ bỏ hình ảnh của anh ra khỏi poster khiến cho cư dân mạng nghi ngờ liệu đây có phải là hệ lụy do việc anh không rõ ràng về việc từ thiện hay không. Và nhiều người nhanh chóng đặt nghi vấn cho nam MC Trấn Thành khi mà bị hủy hợp đồng sau một biến động lớn về việc nghệ sĩ sao kê. Tuy nhiên, có vẻ như là không loại trừ khả năng Trấn Thành đã hết thời gian quảng cáo, giữa nam MC và phía ngân hàng cũng có thỏa thuận riêng, cho nên có thể là trong thời gian này nó trùng khớp với thời gian là anh bị dính lùm xùm liên quan đến từ thiện, nhưng mà có thể rằng là anh chàng đã hết hợp đồng quảng cáo cùng với ngân hàng rồi cũng nên. Hiện tại, thông tin này vẫn chưa có biết từ chính thức từ phía của ngân hàng hay là chính thức từ phía của Trấn Thành, hiện tại cả hai vẫn chưa hề lên tiếng. Tuy nhiên, hiện tại một lần nữa Trấn Thành lại bị vướng vào một lùm xùm không đáng có khi mà anh chia sẻ chia buồn cùng với nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời. Về việc là anh xưng hô giữa bạn và tôi bởi vì Phi Nhung lớn tuổi và lớn tuổi nghề hơn Trấn Thành, tuy nhiên lại sử dụng từ ngữ bạn và tôi khiến cho nhiều netizen cho rằng anh không tôn trọng Phi Nhung. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất, anh đã nói như thế này: bạn đã rất kiên cường để chiến đấu với nó rồi, giờ là lúc bình yên. Tiếng hát của Phi Nhung da diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời, với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn. Trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu và dù ký ức của bạn chỉ là những trầy trụa và cay đắng.
Bài viết này nhanh chóng nhận về lượt tương tác rất khủng khiếp với con số 544.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 48.000 lượt bình luận và 4.1.000 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra là không chỉ tuổi nghề mà ngoài đời Phi Nhung còn hơn Trấn Thành lên tới 17 tuổi, nhưng mà việc Trấn Thành xưng hô bạn và tôi với Phi Nhung là điều thiếu tôn trọng. Được biết trước đó, nếu như mà Trấn Thành thường hay xưng hô với những người bạn đồng nghiệp hơn anh 1-2 tuổi thôi, anh cũng kêu là bạn và tôi chứ anh không hề kêu chị và em. Cho nên điều này khiến cho một số anti-fan, thậm chí là một số khán giả khó tính, tỏ ra không hài lòng. Ngay lập tức Trấn Thành cũng đã phải lên tiếng giải thích. Các bạn ơi, đây là cách xưng hô của mình và Phi Nhung ở ngoài đời. Nhung luôn xưng hô là với tôi như thế, nên các bạn đừng buông lời cay nghiệt nữa. Nghệ sĩ luôn muốn mình trẻ và họ luôn xưng hô theo cách cảm nhận từ linh hồn của đối phương, chứ không xưng hô theo tuổi tác, mong các bạn hiểu cho. Và sau chia sẻ này thì nhiều người đồng cảm với Trấn Thành và cho rằng đó là một cách xưng hô thân thuộc giữa nam MC và ca sĩ Phi Nhung. Nhưng mà một bộ phận khán giả khó tính khác lại cho rằng Trấn Thành nên gọi Phi Nhung một tiếng chị trong thời điểm nhạy cảm như thế này, hoặc là trong thời điểm Phi Nhung đã qua đời. Tuy nhiên, nếu mà nói như thế nào thì việc mà giữa các nghệ sĩ xưng hô với nhau cũng là việc riêng, và để ý rằng là nếu như nói kỹ một chút xíu thì Trấn Thành và Phi Nhung rất là thân thiết với nhau. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn với nghệ sĩ. Nhưng mà đối với những nghệ sĩ mà có những hành vi không có đạo đức hay thậm chí là có những hành vi không đúng thì chúng ta cũng nên cực kỳ tẩy chay nhiều hơn để mà showbiz Việt có thể thanh lọc một lần nữa. Và chương trình Chuyện Của Sao đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua hộp mail của chương trình, đó chính là chuyencuasao@gmail.com. Những quý vị khán giả nào vẫn chưa có cơ hội theo dõi trên TV thì hoàn toàn có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của đài, đó chính là Sài Gòn Entertainment Television. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng rằng là sẽ gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.